bị chê vì đặt tên cho con đầu lòng, Hồ Bích Trâm đáp trả đầy khéo léo. Hồ Bích Trâm cho biết cô không hề để tâm những ý kiến chê bai về tên của con trai. Cho đến thời điểm hiện tại, nữ diễn viên Hồ Bích Trâm đang ở những tháng cuối thai kỳ. Trên trang cá nhân, người đẹp khá thoải mái trong việc cập nhật hình ảnh của bản thân trong quá trình mang thai con trai đầu lòng. Được viết thời gian dự sinh của cô sẽ rơi vào khoảng tháng 12 sắp tới. Mới đây trên trang cá nhân, Hồ Bích Trâm đã hé lộ tên dự kiến cho con trai đầu lòng. Đồng thời nữ diễn viên thực tế gia đình cô chưa chốt việc đặt tên cho cháu, dù ông xã rất yêu thích cái tên này. Cụ thể người đẹp hạnh phúc chia sẻ, Quỳnh Hồ Gia Lạc, mong con một gia đình hạnh phúc, luôn vui tươi, luôn tích cực và tâm hồn trong sáng lạc quan. Ngay lập tức bài viết của cô đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng và bạn bè thân thiết. Nhiều người đã để lại bình luận chúc mừng gia đình nữ diễn viên và vô cùng trông ngóng ngày cô hạ sinh con trai đầu lòng. Tuy nhiên trong loạt bình luận tích cực, có một người đã thẳng thừng chê bai cái tên của con trai nhà Hồ Bích Trâm, tên không hay chị. Ngay lập tức cô nàng đã khéo léo dằn mặt người này, không hay là chuyện của em nghĩ, quan trọng là ý nghĩa với gia đình chị em ạ. Không ít khán giả cho rằng người này đã để lại bình luận đầy khiếm nhã khi nói về con của người đẹp và ra sức bênh vực, an ủi cô.